Mình là một người luôn xấu hổ với cơ thể của bản thân, nhưng mà lúc nào cũng hay nói với người khác là hãy tự tin lên và yêu chính bản thân mình. Ở bên ngoài thì mình có thể cười nói vui vẻ cả ngày với mọi người như vậy, nhưng mỗi khi mà về một mình đó, thì mình lại buồn và hay khóc. Đây là một câu chuyện mà mình nghĩ là mình đã gặp rất là nhiều rồi, từ những cái người bạn của mình, và thậm chí là ngày xưa mình cũng đã từng ở trong trường hợp như thế này. Bây giờ mình như thế này thôi, chứ ngày xưa mình là một cậu bé nặng tầm chừng 60 kg khi chỉ mới học tiểu học. Thì ngày xưa là vào năm cấp 3, mình đọc rất là nhiều sách, sách để truyền cảm hứng và sách để tạo động lực. Khi mà đọc những cuốn sách đó xong thì mình cảm thấy như là mình rất là tích cực, mình rất là hăng hái và mình có năng lượng làm tất cả mọi việc. Với cái hình dạng đó thì mình nhận được rất là nhiều những cái sự chê bai từ mọi người. Và mình đã từng nói với họ là có cái gì đâu, mà nhìn thấy tao nè. Khi mà mọi người khác nói tao như thế này như thế kia, tao vẫn rất ổn đó thôi, tao vẫn rất vui vẻ, miễn sao tao vui là được rồi. Nhưng mà thật ra cái nỗi đau nó vẫn tồn tại ở đó. Nhưng mà cái tích cực đó nó chỉ dừng lại khi mà mình ngưng đọc sách một thời gian. Lúc đó thì mình cảm nhận như là những cái nguồn năng lượng trước đó của mình nó đâu mất, nó biến mất tiêu rồi. Thì mình mới lại đọc sách tiếp, thì cái nguồn năng lượng nó lại trở lại. Mình cũng đi chia sẻ, mình cũng đi nói chuyện và đi khuyên các bạn bè đồng trang lứa rất là nhiều. Thực sự là đến thời điểm này, khi mà mình nhìn lại những cái lời khuyên mình dành cho bạn bè lúc trước, những người mà cũng bị body shaming như mình, mình xấu hổ vì mình đã khuyên bạn mình những câu vô cùng sáo rỗng. Mãi cho tới khi mình lên đại học năm nhất thì mình mới nhận ra là cái việc mà mình ngưng đọc sách hay là ngưng xem những cái video truyền cảm hứng làm cho mình có cái nhìn khác với lại cuộc sống hơn. Thì mình cảm giác như là cuộc đời hay là nó không có màu hồng như mình nghĩ. Và những cái điều mà truyền động lực mà tích cực trước đó mình đọc qua thì nó chỉ diễn ra trong cái khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu mà mình không có củng cố hay là mình không có hiểu sâu, hiểu đúng về nó thì nó sẽ gây nên một cái tích cực độc hại. Từ nhỏ, mình đã luôn được dạy rằng phải vui vẻ khi đối diện với mọi khó khăn. Vì thế nên khi bị ăn hiếp ở trên trường, mình cũng chẳng bao giờ để bụng. Hay cho dù có thất tình thì mình cũng vẫn luôn yêu đời. Và gần đây nhất là khi người thân mất thì mình cũng luôn tỏ ra là mình rất là bình tĩnh. Ai xung quanh mình cũng bảo là thật tốt khi nhìn thấy mình có một tinh thần mạnh mẽ và lạc quan đến như vậy. Nhưng cho đến một ngày sinh nhật năm 18 tuổi, mình đã chuẩn bị mọi thứ để được đón một bữa tiệc sinh nhật thật vui. Nhưng mà điều mà mình nhận lại là muôn vàn lý do. Sinh nhật vui vẻ nhé, hôm nay bố không có về kịp đâu. Bữa nào mẹ bù lại cho cái sinh nhật khác nhé. Năm nào mà chả có sinh nhật, năm nay chị khóc nhé. Khi đó mình chợt hòa khóc vì không thể gượng được nữa. Gia đình mình thì có 3 người con gái luôn, nên là ba mẹ luôn phải kêu là con gái cũng phải mạnh mẽ, phải tự lập. Nên là ba chị em mình đều rất là luôn luôn là phải sống vui vẻ, luôn luôn phải độc lập với tất cả mọi việc, để khi mà có thể về gặp ba mẹ thì ba mẹ sẽ biết được là đây là đứa con mà ba mẹ hy vọng, đặt kỳ vọng vào. Không phải là một người con gái yếu đuối lúc nào cũng có thể té ngã ở bất cứ đâu. Các bạn không biết là các bạn có giống mình hay không, nhưng mà mọi người đều nói là khi con vào một môi trường mới, con hãy cố tỏ ra tử tế nha, con hãy đối xử tốt với mọi người để mà mọi người yêu mến con nha. Và vô hình chung mình tạo cái mặt nạ cho mình lúc nào cũng nice. Và có những lúc mình quên, mình giữ cái phong thái đó suốt một khoảng thời gian rất là dài và chịu đựng và chịu đựng. Đôi lúc thì bạn sẽ phải khóc. Và cái chuyện khóc ở đây nó không có gì là xấu hết. Khóc đây là một cái hình thức để mình giải tỏa cái nỗi buồn, hoặc là mình giải tỏa cái cảm xúc của bản thân. Và không có ai nói là khóc là yếu đuối hết, kể cả bạn là phụ nữ hay bạn là đàn ông. Chấp nhận bản thân mình đang đau, bản thân mình đang buồn, và đối diện với nó.
mình sẽ không trốn tránh nó, tại vì mình biết là nếu mình trốn tránh nó như ngày trước thì nó vẫn nằm ở đó thôi, nó vẫn làm mình đau, nó vẫn giày xéo mình kinh khủng mỗi ngày. Mình đã từng tâm sự với người bạn về việc con mèo của mình đã mất từ tuần trước. Hơn nữa, trước đêm đó, mình còn phát hiện ra rằng bản thân có thể sẽ thất nghiệp bởi vì công ty bắt đầu cắt giảm nhân sự. Sau khi nghe xong, bạn mình nói là thôi tích cực lên. Thiệt, điều đó đã làm mình cảm thấy tồi tệ rất là nhiều. Với quan điểm của mình thì cái câu nói này nó xuất phát từ cái lòng tốt của người bạn thân của bạn, nhưng mà có thể là nó chưa có được thể hiện đúng cách. Bạn của mình thì là một người gọi là hay mắc chứng bệnh đau lưng, nên là khi mà cái khoảng thời gian gặp stress về deadline hay là gì đó là bạn ấy bắt đầu là than đau hoặc là than mệt. 12 giờ bạn ấy đang ngồi làm việc thì tự nhiên mẹ bạn ấy mở cửa đi vô và bắt đầu hỏi là vì sao còn ngồi làm như thế này. Thì bắt đầu bạn ấy lại than thở với mẹ là con đau lưng và con cảm thấy stress các thứ. Thì thay vì mẹ bạn ấy lo lắng hay gì đó thì mẹ bạn ấy rất thản nhiên và nói một câu rằng hãy quên nó đi. Vào năm mình học cấp 2, lúc đó mình học lớp 9, thì mình có tham gia một cuộc thi chỉ dành cho học sinh trung học cơ sở. Điều đó đồng nghĩa là đó là cái cơ hội cuối cùng mình có thể chinh phục được ước mơ của mình tại thời điểm đó. Tuy nhiên mình đã thất bại, mình không làm được. Hơi xấu hổ một tí nhưng mà mình đã khóc, thậm chí là khóc rất là nhiều luôn, khóc sướt mướt. Và khi đó là rất là nhiều người, thầy cô, bạn bè đến nói với mình đều cùng một câu: có gì đâu mà khóc, chỉ là một cuộc thi thôi mà. Và cũng như mọi câu chuyện trên thôi, lúc đó mình cần một sự đồng cảm, chứ không phải là một lời khuyên sáo rỗng như vậy. Khi mà mình gặp một người bạn có một chuyện buồn nào đó, câu đầu tiên mình sẽ hỏi là: mày đang gặp vấn đề gì vậy? Để họ kể ra, để họ trút hết tâm sự với mình. Và câu thứ hai: hiện tại bây giờ mày cảm thấy tệ lắm đúng không? Nếu mày thấy tệ thì mày cứ khóc đi, khóc với tao nè. Rồi khóc rồi thì nói cho tao biết là hiện tại bây giờ mày muốn làm gì nhất. Tao sẽ làm điều đó với mày. Thì mình không ủng hộ cái việc mà mình bác bỏ cái cảm xúc tiêu cực của bản thân. Khi mà bạn đối diện được với chúng thì bạn sẽ làm chủ được cái cảm xúc của mình. Và nó hiện diện trong bạn như là một người bạn chứ không phải là một kẻ thù. Đơn giản thôi, nếu mà mình là bạn với nhau thì mình cần gì phải ghét bỏ nhau. Mình chỉ nên nói chuyện với nhau và cho cái cảm xúc tiêu cực đó đi một cách rất là nhẹ nhàng. Và khi mà nó đến thì mình cũng trò chuyện với nó như vậy thôi. Đầu tiên mình chọn cách chấp nhận nó, tôi đang đau đó. Nhưng mà tôi phải tìm cách để xoa dịu nỗi đau. Tuy nhiên có những nỗi đau không thể xoa dịu được, có những sai lầm mà một khi mình đã sai rồi không thể nào quay trở lại để sửa nó được. Vậy thì lúc đó mình sẽ làm gì? Mình tin vào sức mạnh chữa lành của thời gian và mình tin rằng bất kỳ một nỗi đau nào đó, thời gian cũng sẽ làm nó nguôi ngoai được. Cái việc mà mình đợi thời gian làm mọi thứ nguôi ngoai không có nghĩa là mình sẽ bị động trong tất cả mọi việc. Mình sẽ chỉ bị động trong những việc là mình biết là không thể nào quay lại nữa thôi. Tuy nhiên có những việc, ví dụ như là việc mình giảm cân để mà mình không bị body shaming nữa, đó là sự chủ động của mình. Mình biết mình muốn gì, mình cần phải làm gì.